này ngươi không bắn được ta đâu. Các bạn ơi, đố các bạn à, con ngựa nó kêu như thế nào? Các bạn có biết không? Thế các bạn nhà mình á, đã ai được nhìn ngựa thật ngoài đời chưa? Nào cùng mình lại đây, mình dẫn các bạn ra xem bạn ngựa nhé. Đây này. Mình phát hiện ra ở đồng cỏ nhà mình á, có 5 bạn ngựa trắng đang ăn cỏ này. Tém 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 tém. Này các bạn ngựa trắng đang ăn cỏ này các bạn ơi. Chúng mình cùng ra làm quen với các bạn ngựa nhá. Đấy, bạn ngựa bạn đang bị ngứa lưng đấy các bạn ơi, bạn đang gãi kìa. Trắng ơi, trắng ơi. Ui, cậu đang làm gì đây? Ui, tớ đang nhìn ngựa đang ăn cỏ này cậu ơi. Ngựa nhà cậu đây à? Không, đây ngựa nhà bác hàng xóm cậu ơi, không phải ngựa nhà tớ đâu. Thế à, ngựa này hiền nhỉ? Rất nhiều à, các con ruồi đang làm phiền các bạn ngựa trắng này này. Đúng rồi, đây này các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đấy, ở trên bạn ngựa này có nhiều ruồi lắm. Đấy, bạn đang ăn cỏ ngon chưa này? Thế cậu ra đây làm gì thế? Tớ rủ cậu đi chơi, đi chơi không? Cậu có phải chăn ngựa không? Tớ không. Thế thì đi chơi đi. Ừ, đi. Tổ kiến luôn này các bạn ơi. Ui nhiều kiến chưa? Ấy nhiều chưa? Tớ đố cậu biết kiến nó thích ăn gì đấy? Kiến á? Nó thích ăn kẹo nhất đấy cậu ơi. Nó thích ăn đồ ngọt ngọt đấy, ăn kẹo ngọt đấy. Đồ ngọt. Cậu có kẹo không? Hôm nay mình cho kiến ăn đi. Đây. Ơ, ở đâu ra đấy? Đây vòng đeo tay của tớ đấy. Vòng đeo tay thì sao lại làm gì có phải kẹo? Đây thì cậu không biết là cái kẹo này. Kẹo cầu vồng ấy. À. Ấy. Ui cả một dây kẹo cầu vồng luôn cả. Chắc bình thường cậu chỉ ăn được cái loại nhỏ thôi không? Ừ. Đây. Cho kiến ăn xem kiến có ăn không nhá. Để đây. Các bạn ơi, không biết các bạn kiến sẽ ra bò ra ăn đấy. Ui, cậu có nghe tiếng gì không? Ừ, có tiếng gì? Ở đằng kia. Ừ, cứ tớ kìa. Nhìn thấy một con nhện cậu ơi. Đây không phải con nhện đấy đâu. Bên dưới thì giống con nhện mà bên trên thì giống con robot cậu ơi. Ui nó đang đuổi con bò con dê kìa cậu ơi. Ui nó có bắn được kìa. Ừ. Ui ôi. Tay của nó ấy, nó bắn được đạn đấy cậu ơi. Ui. Con này sợ thế. Con này là robot người ngoài hành tinh à? Ôi chết rồi, nó chạy ra chỗ đàn ngựa màu trắng rồi kìa cậu ơi. Ui tôi chết rồi. Ngựa đấy là nhà của bác cậu đúng không? Ừ, của bác hàng xóm cậu ơi. Thế thì cậu ra tôi cảnh báo cho các bạn ngựa vậy. Đúng rồi, cậu ra cậu báo cho ngựa chạy đi. Mấy lần mình ấy con này, con robot kia. Tại sao ngươi lại đuổi các con vật của nhà bọn ta? Ui nó bảo là nó thích đuổi cậu ơi, nó thích ăn thịt cho con vật. Ui nha, nó không đi khỏi đây nha. Đi đừng có chạy bọn ta nha. Ui Nhím ơi. Con này nó còn biết bắn đấy cậu ơi. Ừ con này. Con này nó đáng sợ lắm đấy. Thì bây giờ phải làm như thế nào bây giờ? Nếu mà tay không thì mình không thể đánh bại được con này rồi. Ừ. Tớ có cách này. Ở nhà tớ có một khiên của siêu anh hùng đấy. Cái khiên này á, không cái gì có thể bắn được qua lại nó đâu. Ui, cái khiên á? Ừ. Hay là cậu thử về nhà, cậu lấy cái khiên ra đây để tớ xem nào. Được rồi, cậu ngồi đây cậu canh nhá. Nó đi đâu thì cậu báo cho tớ để đợi tớ về tớ lấy khiên. Ui Trang ơi, thế nào rồi? Ui, nó vẫn đứng đấy cậu ơi. À, ui, cái khiên đây à? Ừ, đây là cái khiên của tớ đấy. Ui, nó to hơn cả người cậu đấy cậu ơi. Cái này á, nó che được cho mình mà. Đâu đây, tớ xem nào. Ui. Cậu nhìn thấy chưa? Nhìn này các bạn ơi. Yếu. Wow. Đấy. Wow. Con robot kia mà nó bắn cái khiên này to thật sự luôn. Con robot kia mà bắn vào cái khiên này là nó bật lại luôn, không bao giờ nó xuyên qua được đâu. Ừ. Thế thì lúc này cậu ra cậu đánh bại con robot đi. Được rồi, đưa đây, để tớ sẽ ra tớ chiến đấu với con robot đấy nào. Khiên này của tớ nha, nó bay đi xong nó còn quay được trở lại cơ mà. Ui thế? Ừ. Kinh khủng thế. Lần này ngươi không bắn được ta đâu. Đấy chưa cậu ơi, cái khiên này á. Ừ, luôn. Cái khiên này mạnh đấy, lại còn phản lại lại được cậu ơi. Ui Trang ơi, tớ đang bắn thẳng vào người nó này. Ui cậu ơi, nó đang thu nhỏ này kia. Wow, nó thu nhỏ này rồi cậu ơi. Đây này.
Nó biến nhỏ lại rồi cậu ơi. Ôi giời, con này nó bị trúng chính đạn của nó luôn. Cái kiêng của tớ nó phản lại luôn. Cái kiêng này của cậu kinh đấy. Này ôi trời ơi. Con danh con này này. Cậu ơi, nhưng hình như lúc này nó trở thành người tốt rồi đấy cậu ơi. Nó hết năng lượng rồi sao ấy. Nhìn nó thân thiện chưa này. Bây giờ mình mang ra kia xem nó làm được gì đi. Ừ, đi cậu nhà. Con này nó ăn trúng đạn của nó luôn. Thế là nó thu nhỏ lại luôn các bạn ạ. Úi. Đây này cậu ơi. Nó đi được cái này cậu ơi. Úi dồi ôi. Nhìn thế này như một món đồ chơi ấy cậu nhà. Ờ. Nhìn mặt của nó này. Nó đang cười thế này cậu ơi. Đấy, ôi nó đi lùi được kìa. Nó đi lùi mới cả tiến lên rồi đấy cậu ơi. Con này trông như con bạch tuộc ấy cậu ạ. Ừ, nhìn cái chân đấy. Lúc đầu tôi tưởng nó nhẹ. Đúng rồi. Chân bạch tuộc cậu ơi. Đúng rồi, chân này là chân bạch tuộc đấy. Chân bạch tuộc còn mình robot. Thế mà vừa đấy hai cái tay kia mà nó bắn được đấy nhỉ? Ờ, bây giờ nó biến thành cái mô hình nhỏ này nó không bắn được đâu. Nó biến thành tí hon rồi, mình chả sợ nó nữa đâu. Lúc này nó trở thành robot thân thiện rồi. Con này mình phải mang về thôi chứ không để đây nhỡ mày lại biến to nó trở thành người xấu thì chết quá. Đúng rồi, mình về để mình còn quản lý nó. Ờ. Này, bây giờ bọn mình đi tìm xung quanh đây xem là vừa nãy có con vật nào bị con robot nó đuổi mà sợ hãi. Bọn mình đi giúp đỡ đi. Đi ra đây xem có gì không. Xem nào. Cậu nhìn thấy chưa? Có gì không? Ui Trang ơi, hình như tớ nhìn thấy phía trước có gì. Cái gì đây? Có một siêu anh hùng cậu ơi. Siêu anh hùng á? Siêu nhân hay là siêu anh hùng? Đây là gì mọi người nhỉ? Mọi người biết đây là ai không? Cái này tớ biết này, tớ hay xem siêu anh hùng này. Đây là người sắt đấy. Ui, tớ tưởng người sắt người thon thả lắm cơ mà. Sao nhìn trông to béo ục ịch như này? Không, người sắt có mấy đây, phiên bản cơ các bạn. Ờ, bản này người sắt trông béo ục ịch luôn. Nhưng mà bắn mạnh lắm đấy. Thế? Ờ. Ui, thế có khi là vừa nãy là bị cái con đấy nó bắt đấy đúng không? Ờ. Hay là con robot này nó ăn trộm được năng lượng của người sắp thế là nó mới biến thành mạnh như thế đấy. Ừ, thằng nào mà núp cái khiêng này của cậu bắn tia này nó thu nhỏ này còn bé tí tí cậu nhỉ. Thế thì đi tìm xung quanh đây xem nào. Còn cái gì nữa không nào? Ui cậu ơi, ở đây có cái trứng cá này. Ờ. Trứng cá có quả trứng cá ngon lắm cậu ơi. Đây này, nó có quả này này. Đây này, quả này ăn được đấy. Ôi giời. Này. Ngon không? Ăn thơm lắm. Tìm thế thì cho vặt cho tớ một quả nào. Ờ, đây này. Ôi, ôi. Đây có một quả trứng cá màu xanh này cậu ơi. Ăn cái gì? Không phải quả trứng cá đâu. Ừ. Đây là cái gì đây nhỉ? Đây là cái gì đây? Nhìn giống như máy bay ấy cậu nhỉ? Ôi, trông phải như... máy bay không? Đúng rồi, trông như là một cái máy bay ấy cậu ạ. Thế á? Wow. Ôi, máy bay này sao lại còn... bẻ gãy đuôi rồi à? Không, cái này nó như thế mà. Ồ, nhìn này cậu ơi. Máy bay này... trông cứ như là... nó đứng được lên này. Trông cứ như là robot ấy cậu nhỉ? Ờ, trông nhìn như này, máy bay có robot. Mặt này, có mắt này, có mồm này, có hai tay này. Ôi, cái này hay nhỉ? Nhìn trông hay chưa? Ờ, cái này bẻ được cổ đấy, nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, đấy. À, đây là máy bay biến hình đấy bạn ơi. Máy bay biến hình nhá. Ờ, nó có thể biến hình được thành nhân vật vừa nãy. Đây này. Ủa? Đấy. Hay chưa? Như con chim ý. Ôi, thế thì cho tớ cái này đi. Ờ, đi, cho cậu mình để ở đây. Đi đi tìm xem ở xung quanh đây còn gì nữa không nào. Ui, tớ nhìn thấy ở xa xa kia có cái gì kìa. Đâu đâu? Đây này, Trang ơi. Ui. Wow, ở đây có một con khủng long đang ăn cỏ Trang ơi. Ui thế. Đây này. À, khủng long cổ dài cậu ơi. Ờ, đây là ăn cỏ cổ dài. Khủng long đầu dài đấy. Cậu bỏ ra xem nào. Wow, đẹp chưa này. Ui, con khủng long này cao thật đấy. Ấy, ấy. Con này nó có đi được không nhỉ cậu nhỉ? Nó đi được. Xuống dưới đất. Ờ, ui, nó đi được này. Ấy. Ui các bạn ơi, con khủng long này nó đi được này. Ôi cậu ơi, nó vừa đẻ ra một quả trứng này. Đâu? Nó đẻ trứng à? Ờ. Cậu nhìn ở đằng sau này. Wow, các bạn ơi. Con khủng long này. Ấy, đây này, đây này. Nó đẻ trứng kìa. Ui giời ơi. Ui, tớ nhặt được một quả trứng rồi này các bạn ơi. Ui bên trong này là có khủng long thật đấy. Ờ, có một con khủng long con đây này. Đây này, ui. Là không mở ra đâu cậu ơi. Không biết là nó còn đẻ được nhiều trứng nữa không nhỉ? Ui đây này Trang ơi. Này quả nữa. Ui. Lại một quả rơi nữa ra rồi. Ui, thế con khủng long này được con khủng long chuyên đẻ trứng đấy. Ờ. Ui, được 3 quả trứng này cậu ơi. Wow, có 3 bạn khủng long này. Ui thế này về nhà mình ấp khủng long này chắc khủng long này cũng nở ra thành con đấy nhỉ? Ừ đúng rồi. Nha, cậu nhỉ? Ui thế thì được một con khủng long mẹ với cả 3 quả trứng liền. Ừ. Thích chưa? Ui, cho vào đi. Con này đem về nuôi nuôi mà cho ăn uống tốt ý. Ừ, nó có to nữa đấy. Xong rồi nó có to lên nữa đấy. Ừ. Đi, đi đi. Thế thì mình tìm xem ở xung quanh đây còn có khủng long nào nữa không nào. Đây này, vừa lấy ở trong cái bãi cỏ này này. Tớ mình nghĩ là có nhiều khủng long lắm. Cậu nhìn đi. Nếu mà có gì thì gọi tớ. Ui Trang ơi. Đây này, đây này. Tớ nhìn thấy cái gì đỏ đỏ rồi đây này. Tớ xem nào. Ui ôi. Eo các bạn ơi, trong này cẩn thận nha. Bên trong này có gai đấy. Ồ, đấy là cây số hổ ấy cậu ơi. Ừ, để tớ lấy cây số hổ à. Ui giời ơi. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Cái này là một cái xe đua cậu ơi. Xe đua? Xe đua đấy. Ồ, xe đua màu đỏ này. Ôi cậu ơi, nó lại bẻ được như cái xe cái máy bay vừa nãy cậu ơi. Này, bẻ được thành chân à? À, thì tức là cái này nó biến hình được cậu ơi. Cái này nó còn có mồm này. Đây này nó còn há được mồm ra cơ mà. Ui như con cá sấu ấy nhỉ. Ờ, con này giống như con cá sấu ấy. Đây là xe đua biến hình robot đấy. Ờ, xe robot biến hình cậu ơi.
Ồ. Cái đầu này có bẻ không? Không được ơi, chắc chỉ thế này thôi. Ấy, hay nhờ. Ờ, thế là một có hai cái xe rồi. Mỗi đứa một cái nhá. Cậu thích lấy cái màu nào? Tớ thích con cá sấu màu đỏ này đi. Ờ, tớ thích màu xanh lá cây. Được rồi, thế thì đi. Màu xanh lá cây. Mình đi tìm tiếp thôi.